sự kiện, một hiện tượng. Cuộc thi tìm kiếm MC dành cho chương trình Tuổi Teen đầu tiên của Gia One TV thu hút hơn 800 bạn trẻ đến với Gia One TV bằng đam mê, nhiệt huyết. Và 8 gương mặt xuất sắc nhất. Mình tên là Quỳnh Nga. Mình tên là Bùi Hoàng Mỹ Linh. Hoàng Vũ xin chào các bạn. Mình là Thiền Bảo. Mình tên là Anh Khương. Mình là Quốc Dũng. Mình là Anh Thư. Mình Hiếu xin chào tất cả các bạn. Chúng tôi tự tin, học hỏi, chiến thắng. Oh yeah! Cùng vị giám khảo MC Thanh Bạch sẽ tạo nên khối Rubik đa diện, đa sắc, thú vị, hấp dẫn của cuộc thi Miss Rubik